Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời khóa tụng kinh tối hôm nay, Phật tử giác đạo xin tiếp tục phát nguyện phúng tụng niệm trì kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Nam Mô kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Nam Mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Từ Bi Gia Hộ Độ Trì Che Chở Ban Phúc Lành cho gia đình chúng con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Phật tử Mai Đức Chính Pháp Danh Giác Đạo, giờ này lòng thành quỳ dưới điện thờ Phật, điện thờ ngồi tam bảo ngự tại chốn này, chí tâm đánh lễ cúng dường tạ ơn trời Phật, tạ ơn ngôi tam bảo. Còn cung kính cúi lạy chư vị Bồ Tát, chư Phật khắp cả mười phương, các vị chư thiên, chư thánh, chư thần trong tam giáo hội đồng thánh thần tiên Phật. Nam Mô Hoa Tạng Giáo Chủ Tỳ Lô Gia Na Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam Mô Đại Tri Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Di Lạc Tôn Vương Phật. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam Mô Phật Mẫu Chuẩn Đề. Nam Mô Phật Tổ Mẫu Quán Thế Âm nghìn tay nghìn mắt. Nam Mô Phật Mẫu Khổng Tước Minh Vương. Nam Mô Hải Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát. Con Nam Mô các vị chư thiên, chư thánh, chư thần trong tam giáo hội đồng thánh thần tiên Phật. Giờ này lòng thành con xin phát nguyện tiếp tục phúng tụng niệm trì kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm quyển số 2. Con Nam Mô kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Nam Mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Con đảnh lễ tạ ơn xin cúng dường lên ngôi tam bảo, cúng dường lên chư Phật, chư vị Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. Thời kinh tối hôm nay con xin tụng từ trang 201. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm phẩm thập hồi hướng thứ 25 trang 201. Chư Phật tử nếu có người đến xin gan phổi ruột cật của mình, Đại Bồ Tát đều bố thí cho họ như bố thí Bồ Tát Hàng Ma, Tự Tại Vương Bồ Tát và Vô Lượng Bồ Tát khác. Lúc bố thí những vật trên đây, thấy người đến xin lòng Bồ Tát hoan hỷ kính mến vì cầu đạo Bồ Đề, nên đều bố thí đúng theo ý người xin, chẳng hối tiếc quán sát thân này không bệnh chắc tôi, nên đem bố thí cho họ để được thân kiên cố. Bồ Tát lại suy nghĩ thân tôi, Bồ Tát lại suy nghĩ thân của tôi, đây liền sẽ hư đã ai thấy cũng nhàm, sẽ là món ăn của chồn sói, thân này là vật vô thường rồi cũng phải bỏ. Đại Bồ Tát lúc quan sát như vậy biết thân rất vô thường, nhờ ấy được tỏ ngộ nơi pháp nên rất vui mừng.
Kính mến người sinh như bậc thiện tri thức, đem thân không bền đổi lấy thân bền, tân cả thiện căn này đều hồi hướng như vậy. Nguyện tân cả chúng sanh được thân trí tạng trong ngoài đều thanh tịnh. Nguyện tân cả chúng sanh được thân phước tạng có thể nhậm trì. Tân cả trí nguyện. Nguyện tân cả chúng sanh được thân thượng diệu, trong chứa hương thơm ngoài phát ánh sáng. Nguyện tân cả chúng sanh được thân không lộ bụng, trên dưới ngay thẳng lông đốt xứng nhau. Nguyện tân cả chúng sanh được thân trí huệ, dùng pháp vị của Phật để dinh dưỡng thơ thời. Nguyện tân cả chúng sanh được thân vô tận, tu tập bản trụ nơi pháp tánh thầm tâm. Nguyện tất cả chúng sanh được thân tổng trị thanh tịnh, dùng diệu biện tài hiển thị các pháp. Nguyện tân cả chúng sanh được thân thanh tịnh, cả thân và tâm trong ngoài đều thanh tịnh. Nguyện tân cả chúng sanh được thân trí hạnh sâu rộng của Phật, tri huệ trùm khắp mưa pháp vũ lớn. Nguyện tân cả chúng sanh được thân ở trong thời tịnh tịnh, ở ngoài thời vì chúng sanh mà làm tràn trí huệ phóng đại quang minh soi sáng tân cả. Đây là Đại Bồ Tát Luân Bố Thí Tạng Phủ, đem thiện căn hồi hướng vì muốn cho chúng sanh thần tâm thanh tịnh đều được an trụ trong trí huệ vô ngại. Chư Phật tử Đại Bồ Tát Bố Thí những lóng xương của mình như Pháp Tạng Bồ Tát, Quang Minh Vương Bồ Tát và Vô Lượng Bồ Tát khác, lúc thấy người đến xin những lóng xương của mình, Đại Bồ Tát rất hoan hỷ kính mến họ. Lòng Bồ Tát luôn an lạc thanh tịnh dụng mạnh, vững lòng tin thêm lòng tự mẫn, lòng vô ngại bố thí đúng theo chỗ nhu cầu của người xin. Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vậy. Nguyện tân cả chúng sanh được hóa thân, chẳng còn bẩm thọ thân máu thịt. Nguyện tân cả chúng sanh được thân kim cang bẩn hoại không ai hơn được. Nguyện tân cả chúng sanh được pháp thân viên mãn nhất thiết, trí sanh vào nơi cõi không hệ phược nhiễm trước. Nguyện tân cả chúng sanh được thân trí lực cả căn đều toàn vẹn chẳng hư khuyết. Nguyện tân cả chúng sanh được thân pháp lực, trí lực tự tại đến nơi bí ngạn. Nguyện tân cả chúng sanh được thân kiên cố không hư hoại. Nguyện tân cả chúng sanh được thân tùy loại ứng hiện giáo hóa điều phụng muôn loài. Nguyện tân cả chúng sanh được thân trí huân có sức khỏe lớn na la diên. Nguyện tân cả chúng sanh được thân kiên cố chẳng còn đoạn tuyệt, lìa hẳn tân cả sự mỏi nhọc. Nguyện tân cả chúng sanh được thân rấn què vững vàng đầy đủ đại lực tinh tấn. Nguyện tân cả chúng sanh được pháp thân bình đẳng khắp thế gian, trụ nơi bậc vô lượng trí huệ tối thượng. Nguyện tân cả chúng sanh được thân phước đức ai ngó thấy đều được lợi ích, xa lìa những điều quay ác. Nguyện tân cả chúng sanh được thân không y tựa đều được đầy đủ trí huệ vô y vô trước. Nguyện tân cả chúng sanh được thân phận nhiếp thọ thường được chư phận gia hộ. Nguyện tân cả chúng sanh được thân lợi ích tân cả mọi loài đều có thể vào tân cả mọi loài. Nguyện tân cả chúng sanh được thân phổ hiện có thể chiếu hiện khắp tân cả Phật pháp. Nguyện tân cả chúng sanh được thân hoàn toàn tinh tấn chuyên niệm xuyên tu trí hạnh đại thừa. Nguyện tân cả chúng sanh được thân tánh tịnh lìa công cao ngã mạn trí huệ luôn vững vàng không động loạn. Nguyện tân cả chúng sanh được thân hành kiên cố thành tựu tân cả tri nghiệp đại thừa. Nguyện tân cả chúng sanh được thân nhà Phật lìa hẳn tân cả sanh tử thế gian. Đây là Đại Bồ Tát Luân Bố Thí những lóng xương nơi thân mình, đem thiện căn hồi hướng vì muốn cho chúng sanh được nhất thiết trí vĩnh viễn thanh tịnh. Chư Phật tử Đại Bồ Tát thấy có người cầm dao bén đến xin gia nơi thân mình, thời rất hoan hỷ xem như là có trọng ân đối với mình. Bồ Tát liên tiếp rước mời ngồi tòa cao rồi đem thân dân nạp cho người xin làm vừa ý họ, với lòng kính mến như thanh tịnh Tạng Bồ Tát
Kim Hiếp Lập Vương Bồ Tát, Kim Hiếp Lộc Vương Bồ Tát và Vô Lượng Bồ Tát khác. Bây giờ Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng như vậy, nguyện tất cả chúng sanh được gia mệnh nguyện thanh tịnh như thân Phật. Người thấy không nhàm, nguyện tân cả chúng sanh được gia bẩn hoài như kim cán, không ai phá hoại được. Nguyện tân cả chúng sanh được gia màu hoàng kim thanh tịnh sáng sạch. Nguyện tân cả chúng sanh được gia vô lượng màu sắc tùy theo tâm nguyện hiện sáng thanh tịnh. Nguyện tân cả chúng sanh được gia thanh tịnh vi diệu đệ nhất đủ các tướng hào của Phật, phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả. Đây là Đại Bồ Tát Lung Bồ Thí Gia, nơi thân mình đem thiện căn hồi hướng vì muốn chúng sanh đều được tân ca cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh đầy đủ công đức lớn của Như Lai. Chư Phật tử Đại Bồ Tát đem ngón tay ngón chân bố thí cho người xin như kiền tinh tấn Bồ Tát, Diêm Phù Đệ Tử Tại Vương Bồ Tát và Vô Lượng Bồ Tát khác. Lục Bồ Thí Bồ Tát Hòa. Đây là Đại Bồ Tát Lục Bồ Thí Gia, nơi thân mình đem thiện căn hồi hướng vì muốn chúng sanh đều được thân cả cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh đầy đủ công đức lớn của Như Lai. Chư Phật tử Đại Bồ Tát đem ngón tay ngón chân bố thí cho người xin như kiền tinh tấn Bồ Tát, Diêm Phù Đệ Tử Tại Vương Bồ Tát và Vô Lượng Bồ Tát khác. Lung Bồ Thí Bồ Tát hòa nhang vui vẻ, lòng an lành không điên đào, chẳng cầu tư lợi, chẳng chuộng tiếng tâm, an trụ nơi đại thừa, phát ý quảng đại, lìa bỏ lòng ganh ghét bon xén và tân cả phiền não, chuyên hướng đến diệu pháp vô thượng của Như Lai. Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vậy, nguyện tân cả chúng sanh được ngón tay ngón chân dài thon đều đặn tròn trịa ngay thẳng, trên dưới xứng nhau mông như móng đỏ, nổi cao chói sáng như ngón của Đức Phật đầy đủ thập lực. Nguyện tân cả chúng sanh được ngón có chỉ xoay vòng phía hữu đẹp như hoa sen. Nguyện tân cả chúng sanh được ngón tạng quang bình phóng ánh sáng lớn chiêu vô lượng cõi Phật. Nguyện tân cả chúng sanh được ngón khéo an bài mạng lưới hoàn hảo khéo léo. Đây là Đại Bồ Tát Lung Bố Thí Ngón, đem thiện căn hồi hướng vì muốn cho chúng sanh đều được tâm thanh tịnh vậy. Chư Phật tử Đại Bồ Tát Lung thỉnh cầu chánh pháp lòng, vui lòng dâng móng liền thịnh cho người thí pháp, nếu người này muốn như pháp tự tại vương Bồ Tát, vô tận Bô Tát và vô lượng Bồ Tát khác. Bây giờ Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vậy, nguyện tân cả chúng sanh đều được móng tương đồng đỏ như Phật. Nguyện tân cả chúng sanh được móng bông lan trang nghiêm xinh đẹp chói sáng đệ nhân. Nguyện tân cả chúng sanh được móng nhân thiết trí toàn vẹn tương đại nhân, không nhiễm trước thế gian không gì sánh bằng. Nguyện tân cả chúng sanh được móng diệu trang nghiêm chói sáng tân cả thế gian. Nguyện tân cả chúng sanh được móng bấn hoại thanh tịnh không kém khuyết. Nguyện tân cả chúng sanh được mong đủ tướng phương tiện vào tân cả phân pháp trí huệ rộng lớn thải đều thanh tịnh. Nguyện tân cả chúng sanh được mong thiện sanh đầy đủ nghiệp quá tịnh diệu của Bồ Tát. Nguyện tân cả chúng sanh được mong những thiết trí đại đạo sư phóng tạng quang minh vô lượng sanh vi diệu. Đây là Đại Bồ Tát vì cầu pháp mà bố thí móng liền thịt, đem thiền căn hồi hướng vì muộn chúng sanh được nhận thiết trí vô ngại. Chư Phật tử Đại Bồ Tát cầu pháp tạng của Phật hết lòng cung kính tôn trọng, dầu được nghe chánh pháp rồi phái tự nháy vào hầm lửa sâu cùng rấn vui mừng như cầu thiện pháp vương Bồ Tát, kiệm càng tư duy Bồ Tát và chư Đại Bồ Tát khác. Bây giờ Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng như vậy, nguyện tân cả chúng sanh an trụ nơi pháp nhân thiết trí của Phật, chọn căn thối chuyện vô thượng Bồ Đề. Nguyện tân cả chúng sanh lìa các hiểm nạn, hưởng thọ sự an vui của Phật. Nguyện tân cả chúng sanh được tâm vô úy, lìa các khủng bố.
Nguyện tất cả chúng sanh thường thích cầu pháp đầy đủ sự vui vẻ trang nghiêm. Nguyện tất cả chúng sanh lìa cả ác tu dân trừ tất cả lứa giữ tam đồng. Nguyện tất cả chúng sanh thường được an vui thắng diệu như Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm Bồ Tát lìa hẳn tất cả lửa tham sân si. Nguyện tất cả chúng sanh đều được sự vui chánh định của Bồ Tát. Thấy khắp chư Phật lòng họ rất vui mừng. Nguyện tất cả chúng sanh khéo nói chánh pháp đối với pháp cứu cánh luôn không so. Nguyện tất cả chúng sanh toàn vẹn sự vui vì diệu thần thông của Bồ Tát rột rã an trụ nơi những thiết chúng tri. Đây là Đại Bồ Tát vì cầu chánh pháp lúc đem thân mình, lúc đem thân tự nhảy vào hầm lửa dùng thiện căn hồi hương muốn cho chúng sanh lìa nghiệp chướng ngại đều được đầy đủ lửa trí huệ. Chư Phật tử Đại Bồ Tát vì cầu pháp, chư Phật tử Đại Bồ Tát vì cầu chánh pháp đế khai thị diễn thuyết đạo hạnh Bồ Tát chỉ đường Bồ Đề đến tri vô thường xuyên tu thập lực hiển thị tâm nhất thiết trí được trí vô ngại cho chúng sanh được thanh tịnh trụ nơi cảnh giới Bồ Tát siêng tu tập đại trí được Phật Bồ Đề mà tự thân phải thọ lấy vô lượng sự khổ não như cầu thiện pháp Bồ Tát dùng mánh vương Bồ Tát và vô lượng đại Bồ Tát khác. Lúc vì pháp mà thọ khổ Bồ Tát đem thiền căn này hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả chúng sanh lìa hẳn tất cả sự khổ não bưng bánh thành tụ thần thông tự tại an vui. Nguyện tất cả chúng sanh lìa hẳn nhân sự khổ được tất cả sự vui dứt hẳn thân khổ được thân thanh tịnh an vui. Nguyện tất cả chúng sanh thoát khỏi ngục khổ thành tụ tri hành. Nguyện tất cả chúng sanh thấy đường an ổn lìa khỏi các ác đạo. Nguyện tất cả chúng sanh được vui pháp hỷ dứt hẳn các sự khổ. Nguyện tất cả chúng sanh dứt hẳn các sự khổ không lòng oán hại luôn yêu mến nhau. Nguyện tất cả chúng sanh được sự vui của Phật lìa khổ sanh tử. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu sự an lạc thanh tịnh vô tỷ không sợ không sự khổ gì làm tổn thương được. Nguyện tất cả chúng sanh được tất cả sự vui thù thắng vô ngại của Phật. Đây là Đại Bồ Tát luôn chịu khổ để cầu chánh pháp đem thiện căn hồi hướng vì muôn cứu hộ tất cả chúng sanh khiến họ khỏi nhân hiểm nạn mà an trụ nơi giải thoát vô ngại nhân thiệt chúng trí vậy. Chư Phật tử Đại Bồ Tát lúc ở ngôi vua mà cầu chánh pháp đến nỗi có thể vì quý trọng một chữ một câu một nghĩa mà thi xạ tân ca sở hữu trong nước thành ấp nhân dân đất đai kho tàng vàng bạc châu báu cung điện quyến thuộc vợ con đến cả ngôi vua cùng thi xạ được. Để đem sự lợi ích lại cho tất cả chúng sanh cần cầu đạo nhân thiệt trí vô ngại thanh tịnh của chư Phật như Đại Thế Như Đại Thế Đức Bồ Tát Thắng Đức Vương Bồ Tát và vô lượng Đại Bồ Tát khác nhân đến vì cầu một chữ chánh pháp mà năm vóc mọp lại chánh niệm tam thế Phật Pháp thích tu tập. Chẳng màng danh lợi thích tu tập, chẳng màng danh lợi bỏ ngôi vua thế gian mà cầu ngôi pháp vương tự tài. Không tham luyến sự vui thế gian mà dùng pháp xuân thế nuôi lớn tâm tánh lìa hẳn tất cả sự hỷ luận của thế gian mà trụ nơi phần pháp không hỷ luận. Bây giờ Đại Bồ Tát đem thiền căn hồi hương như vậy. Nguyện tất cả chúng sanh thường thích bố thí tất cả sở hữu công lòng hội tiết. Nguyện tất cả chúng sanh luôn cầu chánh pháp chẳng tiếc những của cải sanh sông đến cả thân mạng. Nguyện tất cả chúng sanh đều được lợi ích nơi chánh pháp có thể giải quyết sự nghi hoặc của tất cả chúng sanh. Nguyện tất cả chúng sanh có lòng ham thính pháp lành luôn vui thích chánh pháp của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh vì cầu Phật pháp nên có thể xả thân mạng nhận đến ngôi vua phát đại tâm tu tập Bồ Đề vô lượng. Nguyện tất cả chúng sanh tôn trọng chánh pháp thường rất mến thích chẳng tiếc thân mạng. Nguyện tất cả chúng sanh hộ trì Phật pháp rất khó được mà xin
mà thường xuyên tu tập nguyện tất cả chúng sanh đều được quang minh Phật Bồ Đề. Thành hạnh Bồ Đề tỏ ngộ chẳng do người khác, nguyện tất cả chúng sanh thường có thể quan sát tất cả phần pháp, nhổ trừ mũi tên nghi ngờ, trong tâm được an ổn. Đây là lúc Đại Bồ Tát thi xá ngôi vua đế cầu chánh pháp, đem thiện căn hồi hướng như vậy, vì muốn cho chúng sanh được tri kiến viên mãn, thường được trụ nơi đạo an ổn. Chư Phật tử Đại Bồ Tát làm đại quốc vương được tử tại, bản chỉ dụ trừ bỏ nghiệp sát sanh, cấm dứt sự diệt thịt trong toàn thể quốc nội. Những sanh vật không chân hai chân bốn chân nhiều chân tất cả đều bán cho sự vô ý, không lòng khi đoạt, rộng tu tấn cả hạnh Bồ Tát nhân từ che chở mọi loài, chẳng xâm nào phát tâm làm ăn ổn chung sanh, lập quán tri rất thích đối với chư Phật, thường tự an trụ nơi ba tụ tịnh giới và cũng làm cho chúng sanh an trụ như vậy. Đại Bồ Tát thường, Đại Bồ Tát khiến các chúng sanh trụ nơi ngũ giới dứt hẳn nghiệp sát sanh, đem thiện căn này hồi hướng như vậy. Nguyện tân cả chúng sanh phát tâm Bồ Tát đầy đủ trí huệ, thọ mạng được bảo đảm công cùng tận. Nguyện tân cả chúng sanh trụ vô lượng kiếp, cúng dường tân cả Phật cung kính siêng tu càng thêm thọ mạng. Nguyện tân cả chúng sanh tu hành hoàn toàn lìa pháp lão tử, tân cả sự tai động chẳng hại mạng họ được. Nguyện tân cả chúng sanh được hoàn toàn thân thể không bệnh nào, thọ mạng tự tại có thể tùy ý mà trụ thọ. Nguyện tân cả chúng sanh được thọ mạng vô tận cùng kiếp số vị lai trụ Bồ Tát giáo hóa điều phụng tân cả chúng sanh. Nguyện tân cả chúng sanh được môn thọ mạng thiện căn, thập lực tăng trưởng thọ mạng vô tận hoàn thành đại nguyện. Nguyện tân cả chúng sanh đều thấy chư Phật phụng thờ cúng dường, thọ mạng vô tận tu tập thiện căn. Nguyện tân cả chúng sanh ở nơi chư Phật khéo học Phật pháp được thánh, được thánh pháp hỷ thọ mạng vô tận. Nguyện tân cả chúng sanh được thọ mạng thường trụ, dùng ánh tinh tấn nhập tri huệ cố Phật. Đây là Đại Bồ Tát trụ ba tụ tịnh giới. Đây là Đại Bồ Tát trụ ba tụ tịnh giới, dứt hẳn nghiệp sát sanh, đem thiện căn hồi hướng, muốn cho chúng sanh được toàn vẹn mười trí lực của Phật vậy. Chư Phật tử Đại Bồ Tát thấy có chúng sanh ôm lòng tàn nhẫn làm tổn hại loài người và thú vật, vì thế nên phải thọ lấy thân nam hình thiếu sức khổ sở. Bồ Tát khởi lòng từ bi mà thương xót cứu vớt họ, làm cho tất cả nhân dân nơi Diêm Phù Đệ đều bỏ nghiệp sát hại, đem tất cả tài vật của mình bố thí cho họ, rồi dạy họ hiểu biết chánh pháp, khiến họ vui mừng sanh lòng tự ái thương yêu lẫn nhau, dứt bỏ ác tâm. Bây giờ Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vậy, nguyện tân cả chúng sanh toàn vẹn thân trưởng vô thành tụ tướng Phật má âm tàng. Nguyện tân cả chúng sanh toàn vẹn thân nam tử phát tâm dòng mánh tu các phạm hành. Nguyện tân cả chúng sanh có sức dùng mánh thường làm bất chú đạo trụ nơi chỉ vô ngại không hề thôi chuyện. Nguyện tân cả chúng sanh đều được đầy đủ thân đại trường phụ lìa bỏ tâm tham dục không còn nhiễm trước. Nguyện tân cả chúng sanh đều được thành tựu pháp thiện nam tử trí huệ tăng trưởng được chư Phật khen ngợi. Nguyện tân cả chúng sanh được đầy đủ sức lực bận đại nhân luôn có thể tu tâm căn lành mười trí lực. Nguyện tân cả chúng sanh vĩnh viễn chẳng hư mất thân nam tử thường tu tập pháp phước huệ vị tằng hữu. Nguyện tân cả chúng sanh ở trong ngũ dục không nhiễm không ràng buộc, được tâm giải thoát nhàm lìa ba cõi tu hạnh Bồ Tát. Nguyện tân cả chúng sanh thành tựu bận trượng phu trí huệ, để những mọi loài đều tôn kính phục tùng sự giao hóa của họ. Nguyện tân cả chúng sanh đầy đủ trí huệ của Bồ Tát, chẳng bao lâu sẽ thành bận đại hùng. Đây là Đại Bồ Tát cấm tuyệt tất cả sự hủy hoại, thân nam tự đem thiện căn hồi hướng, vì muốn cho chúng sanh toàn vẹn thân trượng phu đều có thể thủ hộ các điều lành của bậc trượng phu, sanh vào nhà hiển thánh đầy đủ trí huệ, thường xuyên tu tập thắng hạnh của bậc trượng phu,
có bậc dụng, bậc trượng phu khéo hay hiển thị bấy đạo, hạnh bậc trượng phu đầy đủ thiện chúng trượng phu, chánh giáo trượng phu, dụng mạnh trượng phu, tinh tấn trượng phu, trí huệ trượng phu, thanh tịnh trượng phu, làm cho tất cả chúng sanh rốt ráo cũng đều được như vậy, như đấng Như Lai điều ngự trượng phu. Chư Phật tử bậc đại Bồ Tát nếu thấy Đức Như Lai xuất thế thuyết pháp, liền cả thiên bảo tân cả chúng sanh. Đức Như Lai xuất thế, Đức Như Lai xuất thế làm cho mọi loài chúng sanh được nghe danh hiệu của Phật mà rời bỏ tất cả ngã mạn hỷ luận. Đại Bồ Tát lại diệu dắt chúng sanh được mau thấy Phật, niệm Phật, về với Phật, tưởng nơi Phật, quan sát nơi Phật, ca ngợi Phật. Đại Bồ Tát lại vì chúng sanh mà nói gặp Phật là việc rất khó, vì ngàn vạn kiếp Đức Phật mới xuất thế một lần. Nhờ sự khuyên bảo của Đại Bồ Tát mà chúng sanh được thấy Phật, rồi sanh lòng tịnh thanh tịnh, vui mừng hân hở tôn trọng cúng dường. Nơi đứng Phật chúng sanh được nghe danh hiệu của chư Phật rồi, nên rồi lại được gặp vô số chư Phật khác. Do đây sự tu tập các căn lành càng lớn thêm. Đối với Bồ Tát, các chúng sanh này đều coi là những bậc thiện tri thức tối thượng. Do Đại Bồ Tát mà các chúng sanh được thành tựu Phật Pháp rồi, tự đem căn lành đã vun trồng trong vô số kiếp mà thận hành Phật sự khắp thế gian. Chư Phật tử lúc khai thị cho các chúng sanh được thấy Đức Phật, bần Đại Bồ Tát đem những căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sanh chẳng cần chờ khuyên bảo tự đến gặp Phật để cúng dường và sanh lòng hoan hỷ. Nguyện tân cả chúng sanh thường thích thấy Phật không bỏ rời, nguyện tân cả chúng sanh thường xuyên tu tập trí huệ rộng lớn thọ trì Phật Pháp. Nguyện tân cả chúng sanh chẳng luận nghe tiếng gì đều tỏ ngộ phần pháp tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng kiếp. Nguyện tân cả chúng sanh chánh niệm vững vàng do tri nhãn luôn thấy Đức Phật xuất thế. Nguyện tân cả chúng sanh không nhớ nghiệp hạnh nào khác, chỉ thường nhớ Phật, thấy Phật và siêng tu mười trí lực. Nguyện tân cả chúng sanh thường thấy chư Phật không luận chỗ nào, do đây rõ thấu Đức Như Lai khắp cả cõi hư không. Nguyện tân cả chúng sanh đều được đầy đủ thân tự tài của Phật thành đạo thuyết pháp khắp cả mười phương. Nguyện tân cả chúng sanh gặp thiện tri thức thường nghe Phật pháp, được lòng tin bất hoại đối với chư Phật. Nguyện tân cả chúng sanh đều có thể ngợi khen chư Phật xuất thế, làm cho người thấy Phật được đều thanh tịnh. Trên đây là Đại Bồ Tát đem căn lành ca ngợi Đức Phật ra đời mà hồi hướng cho chúng sanh được thấy Phật, cúng dường Phật, nơi pháp vô thượng được rốt ráo thanh tịnh. Chư Phật tử bần Đại Bồ Tát đem đất bố thí cho Phật xây dựng tinh xá, hoặc đem đất bố thí cho chư Bồ Tát các bậc thiện trí thức tùy ý sử dụng, hoặc đem đất bố thí cho chư tăng cân chỗ ở, hoặc đem bố thí cho cha mẹ, cho các bậc thanh văn độc giác, hoặc là người khác nhân đến kẻ nghèo khó coi cúc tùy ý họ sử dụng, hoặc đem đất bố thí để xây cất tháp miếu thờ Phật. Trong tất cả cơ sở đã xây cất lên đó, Đại Bồ Tát đều vì họ mà sắm đủ đồ dùng, khỏi lo sợ thiếu thốn, khỏi lo sợ thiếu thốn. Đại Bồ Tát lúc bố thí đất đem căn lành hồi hướng như vậy. Nguyện tân cả chúng sanh trọn vẹn thanh tịnh nhân thiết trí rốt ráo hạnh phổ hiền. Nguyện tân cả chúng sanh được bất tổng trì, được bậc tổng trì chánh niệm thọ trì tân cả phân pháp. Nguyện tân cả chúng sanh được sức trụ trì, có thể thường giữ gìn tân cả Phật giáo. Nguyện tân cả chúng sanh được tâm bao dung như quả đất, đối với mọi loài lòng thường thanh tịnh, không có ác niệm. Nguyện tân cả chúng sanh năm giữ Phật chủng, trọn nên cấm bận của Bồ Tát không dứt mất. Nguyện tân cả chúng sanh làm chỗ an ổn cho tân cả mọi loài, làm cho mọi loài đều được điều phụng trụ nơi đạo thanh tịnh. Nguyện tân cả chúng sanh đồng như Đức Phật, làm lợi ích thế gian, khiến mọi loài đều xuyên tu an trụ nơi phẫn lực. Nguyện tân cả chúng sanh được khắp thế gian mến thích, khiến họ an trụ nơi sự vui vô thường của Phật. Nguyện tân cả chúng sanh được thiện phương tiện an trụ nơi pháp vô ý trí lực của Phật. Nguyện tân cả chúng sanh được trí huệ như quả đất tự tại tu hành tân cả Phật pháp. Trên đây là Đại Bồ Tát lúng bố thí đất đai đem căn lành hồi hướng, vì muộn cho chúng sanh đều được rốt ráo bậc thanh tịnh của chư Phật.
Chư Phật tử bậc Đại Bồ Tát đem 100.000 muôn ngân ké đồng bọc. Kẻ đồng bọc tùy thời nghi mà dâng hiến cho chư Phật Bồ Tát thiện tri thức chúng tăng, hoặc cung cấp cho cha mẹ người bệnh tật kẻ nghèo cùng côi cút và tất cả người không kẻ, giúp đỡ săn sóc hoặc để gìn giữ tháp miếu của Đức Như Lai, hoặc để biên chép chánh pháp của chư Phật. Những đồng bọc này đều thông minh khéo léo, tánh ích đều thuận siêng năng không lưỡi biên, đều có tâm ngay thẳng, tâm vui vẻ, tâm lợi ích nhân từ cung kính, không có lòng oán hận, không có lòng oán hận thù địch. Lại vì do tịnh nghiệp của Đại Bồ Tát cảm hóa nên những đồng bọc này đều có tài năng tùy theo phương tụng hay làm cho người chú được lợi ích được vừa ý. Đại Bồ Tát đem căn lành này mà hồi hướng như vậy, nguyện tân cả chúng sanh được tâm điều thuận tu tập căn lành nơi tất cả chư Phật. Nguyện tân cả chúng sanh tùy thuận cúng dường tận cả chư Phật, có thể nghe và lãnh thọ lời Phật dạy. Nguyện tân cả chúng sanh được Phật nhiếp thọ, luôn quan tưởng Đức Như Lai trọn không nghĩ gì khác. Nguyện tân cả chúng sanh chẳng làm hư Phật chúng, siêng tu căn lành tùy thuận nơi Phật. Nguyện tân cả chúng sanh thường xuyên cúng dường tân cả chư Phật, không để thời gian luôn qua. Nguyện tân cả chúng sanh nhiếp trì diệu nghĩa của chư Phật, lời nói thanh tịnh du hành vô ý. Nguyện tân cả chúng sanh thường thích thấy Phật, không hề nhàm đối với Phật, không tiếc thân. Nguyện tân cả chúng sanh được thấy chư Phật công nhiễm đắm thế gian. Nguyện tân cả chúng sanh chỉ quy y Phật, lìa hẳn tất cả sự tà quy y. Nguyện tân cả chúng sanh tùy thuận phận đạo, lòng thường thích quán Phật pháp vô thường. Trên đây là bậc Đại Bồ Tát luôn bố thí những đồng bọc đem căn lành hồi hướng để làm cho chúng sanh xa lìa trần cấu thanh tịnh Phật địa, có thể hiện thân tự tại của Đức Như Lai. Chư Phật tử bậc Đại Bồ Tát lúc đem thân thể bố thí cho người đến sinh thời lòng, thời sanh lòng khiêm tốn, lòng như mặt đấng chịu đựng mọi sự khổ, lòng không sao động, sanh lòng muốn hầu hạ giúp đỡ chúng sanh, không hề nhàm, sanh lòng xem chúng sanh như mẹ hiền, có bao nhiêu căn lành đều muốn đem cấp cho cả. Sanh lòng tha thứ cho những chúng sanh cực ngát thường xâm lăng, mình lại luôn siêng năng giúp đỡ họ. Đại Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng như vậy, nguyện tân cả chúng sanh thường không thiếu những đồ dùng mà mình muốn công ngớp thật hạnh hạnh Bồ Tát, chẳng bỏ việc làm lợi ích của tân cả Bồ Tát, khéo an trụ nơi đạo hạnh Bồ Tát, rõ thấu pháp tánh bình đẳng của Bồ Tát, được ở trong số chúng tộc của Như Lai, gìn lời chân thật giữ hạnh Bồ Tát, làm cho thế gian được Phật pháp thanh tịnh, tín hiệu sâu chắc chứng pháp rốt ráo, làm cho chúng sanh xuất sanh thiện căn, tăng thượng thanh tịnh, được công đức lớn đủ những thiết tri. Đại Bồ Tát luôn đem thiện căn này làm cho tất cả chúng sanh thường được cúng dường tất cả chữ Phật, hiểu tất cả pháp và thọ trì đắc tụng, chẳng quên sót, chẳng sai lầm, khéo điều phụng tâm dùng pháp tinh tịnh để rèn luyện tâm mình. Đại Bồ Tát này làm cho chúng sanh ở trong phần pháp được những công hạnh như vậy. Đại Bồ Tát lại đem thiện căn này khiến tân ca chúng sanh làm ngôi tháp để nhân đáng thọ những sự cúng dường của thế gian, khiến tân ca chúng sanh lòng thành, khiến tân ca chúng sanh thành phước điên vô thường, được phân trí rồi khai ngộ mọi loại, làm lợi ích tân cả chúng sanh, làm cho đầy đủ tất cả thiện căn, được vô lượng phước bao ra khỏi tam giới, làm đấng đệ nhất đạo sư chỉ bày đạo như thật cho thế gian, làm cho tân cả chúng sanh được tống trì vi diệu thọ trì đủ tân cả chánh pháp của chư Phật, làm cho tân ca chúng sanh chứng được pháp giới đệ nhân đầy đủ đạo vô ngại như hư không. Trên đây là Đại Bồ Tát bố thí thân thể của mình rồi đem thiện căn hồi hướng, làm cho chúng sanh đều được tri thân phước điền vô thượng. Chư Phật tử Đại Bồ Tát nghe pháp vui mừng, sanh lòng tinh thanh tịnh, có thể đem thân mình mạng, có thể đem thân mạng mình cúng dường chư Phật, xem chư Phật như cha mẹ ưa thích, tinh hiệu pháp bảo vô thượng thọ trì độc tụng chánh pháp vô ngại, vào khắp vô số na do tha pháp báo đại tri hoài và những môn thiện căn, lòng luôn nhớ tượng vô lượng Phật, vào nghĩa lý sâu xa cảnh giới của Phật, có thể dùng phạm âm của Phật để hưng khởi, mây phần pháp rưới mưa
Phật pháp tự tại dùng mánh có thể giáng thuyết địa vị của bậc đại trí tuệ, của bậc đại tri đệ nhân hoàng hoàng mãn đầy đủ trí huệ, dùng vô lượng đại pháp để thành tựu các thiện căn. Chư Phật tử đại Bồ Tát được nghe những pháp như vậy nơi chư Phật thời hoan hỷ vô lượng, đứng vững mài, đứng vững trong chánh pháp, tự dứt sự nghi lầm và cũng làm cho người khác dứt luôn, lòng luôn thơ thới hoàng, lòng luôn thơ thới hoàng mãn công đứng đầy đủ thiện căn, luôn luôn có lòng làm lợi ích cho chúng sanh, chẳng để thiếu sót được tri tối thắng thành kim cang tàng, gần gũi chư Phật thanh tịnh Phật độ, thường xuyên cúng dường chư Phật. Bây giờ đại Bồ Tát đem những thiện căn trên đây hồi hướng như vậy, nguyện tất cả chúng sanh đều được viên mạng thân tôi thắng được tất cả chư Phật nhiếp thọ, nguyện tất cả chúng sanh thường được ở gần bên Phật, luôn được chiêm ngưỡng đức Thế Tôn, nguyện tất cả chúng sanh đều được thân thánh tình chẳng hư hoại, tất cả công đức trí huệ đều được đầy đủ, nguyện tất cả chúng sanh thường xuyên cúng dường chư Phật thận hành phạm hạnh vô số đắc rốt ráo, nguyện tất cả chúng sanh được thân vô ngã lìa hằng ngã và vô ngã sa, nguyện tất cả chúng sanh được thân vô ngã lìa hằng ngã và ngã sở, nguyện tất cả chúng sanh đều có thể phân thân khắp cõi nước mười phương như bóng hiện nhưng vẫn không có tương qua lại, nguyện tất cả chúng sanh được thân tự tại đến khắp mười phương mà không có ngã, không có lãnh thọ, nguyện tất cả chúng sanh sanh ra từ thân Phật và ở nơi nhà vô thượng Phật thân, và ở nơi nhà vô thượng Phật thân, nguyện tất cả chúng sanh được thân pháp lực có sức nhẫn nhục lớn không ai phá hoại được, nguyện tất cả chúng sanh được thân vô tỷ thành tựu pháp thân thanh tịnh của Như Lai, nguyện tất cả chúng sanh thành tựu thần thân công đức xuất thế sanh vào nơi pháp giới thanh tịnh vô sở đắc. Trên đây là đại Bồ Tát đem thân mạng cúng dường đấng Phật rồi hồi hướng thiện căn cho tất cả chúng sanh được vinh viên ở trong nhà của tam thế chư Phật. Chư Phật từ đại Bồ Tát đem thân bố thí cho tất cả chúng sanh vì muốn cho tất cả chúng sanh đều thành tựu thiện căn, ghi nhớ thiện căn. Đại Bồ Tát tự nguyện thân mình làm đèn sáng lớn soi sáng khắp tất cả chúng sanh, làm những nhạc khí nhiếp thọ tất cả nhiếp thọ khắp tất cả chúng sanh, làm diệu pháp tạng nhiếp trì khắp tất cả chúng sanh, làm tịnh quang minh khai ngộ khắp tất cả chúng sanh, làm bóng sáng thế gian khắp tất cả chúng sanh đều thường được ngó thấy, làm nhân duyên cho thiện căn khắp chúng sanh thường được gặp gỡ, làm chân thiện tri thức khắp chúng sanh đều được dạy dỗ, làm con đường bình thản tất cả chúng sanh đều được đi trên đó, làm chỗ an lạc hoàn bị vô thượng cho tất cả chúng sanh khỏi khổ được thanh tịnh, làm mặt những sang trong cho khắp thế gian được lợi ích bình đẳng. Bây giờ đại Bồ Tát đem những thiện căn trên đây hồi hướng như vậy, nguyện tất cả chúng sanh thường gần gũi chư Phật được nhập phần trí, nguyện tất cả chúng sanh được trí tùy thuận trụ bậc vô thượng giác, nguyện tất cả chúng sanh thường ở trong pháp hội của chư Phật khéo điều phùng tâm mỹ, nguyện tất cả chúng sanh thực hành đúng pháp tắc đầy đủ oai nghi của Phật, nguyện tất cả chúng sanh đều được niết bàn hiểu sâu pháp nghĩa, nguyện tất cả chúng sanh đủ hạnh tri túc sanh vào nhà Như Lai, nguyện tất cả chúng sanh bỏ tham dục vô minh an trụ trong chí lạc của Phật, nguyện tất cả chúng sanh sanh căn lành tối thắng ngồi tòa Bồ Đề, nguyện tất cả chúng sanh giết giặc phiền não xa lìa lòng oán hại, nguyện tất cả chúng sanh hộ trì đầy đủ tất cả Phật pháp. Trên đây là đại Bồ Tát Bồ Thí Tăng mạng đem căn lành hồi hướng, nguyện cho tất cả chúng sanh được sự lợi ích ở nơi an ổn vô thượng. Này chư Phật tử đại Bồ Tát tự đem thân mình hầu hạ chư Phật, đối với chư Phật luôn nghi nhớ đến đáp ơn nặng như nhớ cha mẹ,
rất kính tinh chư Phật hộ trì. Đạo Bồ Đề của chư Phật với tâm lòng thanh tịnh an trụ nơi Phật Pháp, xa lìa quan niệm thế gian, sanh vào nhà chư Phật thuận theo chư Phật, xa lìa cảnh ma rõ thấu công hạnh của chư Phật, trọn nên pháp khí của tân ca chư Phật. Bây giờ Đại Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sanh được lòng thanh tịnh tự trang nghiêm của bao nhân thiết tri, nguyện tất cả chúng sanh khéo tự điều phục, xa lìa tất cả nghiệp ác, nguyện tất cả chúng sanh được quyến thuộc bên chặt không bị phá hoại, đều có thể nhiếp thọ chánh pháp của chư Phật. Nguyện tân cả chúng sanh làm đệ tử của Phật, đến bậc Bồ Tát quán đánh. Nguyện tân cả chúng sanh thường được chư Phật nhiếp thọ, xa lìa tân cả điều ác. Nguyện tân cả chúng sanh thuận theo chư Phật tu hành Bồ Tát hạnh tối thắng. Nguyện tân cả chúng sanh vào cảnh giới chư Phật được thọ ký chứng nhất thiết tri. Nguyện tân cả chúng sanh đều được bình đẳng với chư Phật, nơi tân cả Phật Pháp đều được tự tại. Nguyện tân cả chúng sanh đều được chư Phật nhiếp thọ, luôn tu tập những hạnh vô thủ vô trước. Nguyện tân cả chúng sanh thường làm thì giả bậc nhất của chư Phật, thường tu hạnh trí huệ. Trên đây là Đại Bồ Tát hầu hạ chư Phật đem căn lành hồi hướng, vì muốn chứng vô thượng Bồ Đề, cứu hộ tân ca chúng sanh thoát khỏi ba cõi, trọn nên tâm lành không tổn nào, được Bồ Đề rộng lớn vô lượng, được trí huệ soi rõ Phật Pháp. Vì muốn thường được chư Phật nhiếp thọ, được chư Phật hộ trì, muốn tin hiệu tân ca Phật Pháp, muốn được thiền căn bình đẳng với tam thế chư Phật, muốn được trọn vẹn tâm không hối hận, để được chứng tân ca Phật Pháp. Chư Phật tử đối với tất cả tài vận cõi nước, nhận đến ngôi vua Đại Bồ Tát, đều thí xả được tất cả. Với mọi thế sự lòng của Đại Bồ Tát đều được tự tài, không ràng buộc, không luyến ái, lìa hẳn nghiệp ái, làm lợi ích cho chúng sanh, chẳng chấp nghiệp qua, chẳng thích thế pháp, chẳng còn tham nhiệm chúng sanh tự giàu. Bồ Tát ở thế gian nhưng thật ra nơi đây không phải là chỗ sanh của Bồ Tát. Lòng Bồ Tát không chấp trước những pháp uẩn xứ giới, không trụ không tựa nơi pháp trong pháp ngoài, chẳng bao giờ quên mất những hạnh Bồ Tát, chưa từng xa rời các thiền tri thức, gìn giữ hạnh nguyện rộng lớn của Bồ Tát, thường vui được kính thờ tân cả thiện hữu. Bây giờ Đại Bồ Tát này đem căn lành đây hồi hướng như vậy, nguyện cho tân cả chúng sanh làm đại pháp phương tự tại với các pháp và rốt ráo đến bờ kia. Nguyện cho tân cả chúng sanh được thành phận xô dẹp tất cả oán tặng phiền não. Nguyện cho tân cả chúng sanh ở nơi ngôi Phật được trí huệ Phật khai diễn Phật Pháp. Nguyện cho tân cả chúng sanh ở nơi cảnh giới Phật hay chuyển pháp luân tự tại vô thượng. Nguyện cho tân cả chúng sanh sanh vào nhà Phật được tự tại với các pháp, gìn giữ mãi giống Phật công mật. Nguyện cho tân cả chúng sanh khai thị chánh pháp của chư Phật, tạo nên vô biên bậc đại Bồ Tát. Nguyện cho tân cả chúng sanh an trụ nơi pháp giới thanh tịnh của bậc đại Pháp Vương, hiện thân phận xuất thế nói luôn không dân. Nguyện cho tất cả chúng sanh làm vua trí huệ nơi các thế giới giao hoa, mọi loài không tạm ngừng nghỉ. Nguyện cho tất cả chúng sanh làm vua pháp thi của tất cả mọi loài trong khắp pháp giới hư không giới, làm cho mọi loài đều được trụ nơi đại thừa. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thành bậc đầy đủ pháp lành bình đẳng với chư Phật. Trên đây là Đại Bồ Tát luôn bố thí ngôi vua đem thiện căn hồi hướng, vì muốn khiến cho tất cả chúng sanh được ở chỗ an ổn rốt ráo chư Phật tử. Đại Bồ Tát hiện thân làm vua, lúng thấy có người đến xin
Thành phố tốt kinh đô của nhà vua, chỗ thâu thuế đều bố thí cho cả. Không chúng mối tiếc trong tâm của Bồ Tát, chỉ chuyên hướng về đạo Bồ Đề, phát nguyện lớn ở vững nơi đứng đại từ, thân hành đại bi luôn vui vẻ làm lợi ích cho chúng sanh. Dùng trí huệ rộng lớn hiểu rõ pháp sâu xa, trụ nơi pháp tánh bình đẳng. Như thế là vì phát tâm cầu được nhân thiết trí, vì thịnh pháp tự tài, vì muốn được trí huệ tự tài, vì tịnh tu tân cả công đức, vì muốn trụ nơi trí huệ rộng lớn bền chắc, vì muốn chưa nhóm tân cả căn lành, vì nguyện tu hành tân cả phận pháp, vì muốn được đại trí tự nhiên giác ngộ, vì được an trụ không thôi chuyển nơi tâm Bồ Đề, vì muốn tu tập tân cả hạnh nguyện để trọn rốt ráo nhất thiết chủng tri. Vì những điều trên đây mà Bồ Tát thực hành việc bố thí, rồi đem thiện căn này mà hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sanh đều có thể trang nghiêm thanh tịnh vô lượng cõi nước, rồi đem dâng lên chư Phật để làm chỗ ở, nguyện cho tất cả chúng sanh thường thích ở nơi vắng lặng, nguyện cho tất cả chúng sanh chọn chẳng nghi chí đô thành thị xá, chỉ thích tịnh tình để được thẳng đến quả lành rốt ráo. Nguyện tất cả chúng sanh chọn chẳng ham mưa cảnh thế gian, nhằm lìa ngôn ngữ thế gian. Nguyện tất cả chúng sanh lìa được tâm tham, không bao giờ hối tiếc khi bố thí những gì mình có. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm xuất thế rời bỏ gia nghiệp. Nguyện tất cả chúng sanh có tâm không bón xén thường hay bố thí. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm không tham trước lìa nhà thế tục. Nguyện tất cả chúng sanh được khỏi mọi điều khổ, dứt trừ tất cả sự tai và khủng bố. Nguyện tất cả chúng sanh trang nghiêm thanh tịnh tất cả thế giới ở mười phương, rồi đem dâng lên chư Phật. Trên đây là Đại Bồ Tát Lung Bố Thí Kinh Đô, đem căn lành hồi hướng vì muốn cho chúng sanh trang nghiêm thanh tịnh ca cõi Phật. Chư Phật tử do nghiệp lành rộng lớn nên tất cả quyến thuộc của Bồ Tát, nhân đến thị nữ đều tài mạo xuân chúng. Chư Phật tử do nghiệp lành rộng lớn nên tất cả quyến thuộc của Bồ Tát, nhân đến thị nữ đều tài mạo xuân chúng, xinh đẹp đoan trang, tài năng đầy đủ, trên thân trang sức đủ đồ báu, là tân cả đều thuận thảo. Nếu có ai đến xin những quyến thuộc thì nữ này, Bồ Tát đều vui vẻ bố thí trọn, không luyện ngãi, không say mê, không ràng buộc, không chấm lấy, không tham nhiễm, không phân biệt, không theo dõi, không chấp tưởng, không thích, không muốn. Bây giờ Đại Bồ Tát quán sát các căn lành, đem căn lành này hồi hướng là vì muốn cho tất cả chúng sanh đều được giải thoát, vì được pháp hy của phần, vì được sự kiên cố trong những sự không kiên cố, vì được trí kim càng bân hoài, vì vào đạo tràng của phần, vì đến bờ kia, vì được tâm vô thượng Bồ Đề, vì được trí huệ không, vì được trí huệ thông rõ ca pháp, vì xuất sanh tân cả căn lành, vì vào nhà của chư Phật. Vì những điều trên đây mà Bồ Tát đem căn lành hồi hướng chư Phật tử, Đại Bồ Tát an trụ trong những pháp lành như vậy mà được sanh vào nhà của Như Lai, được thêm lớn tăng nhân thanh tịnh của chư Phật, được xuất sanh đạo nhất thiết trí tối thắng, được vào sâu nơi trí hạnh rộng lớn của Bồ Tát, được trừ diệt tân cả phiền não thế gian, thường có thể cúng dường nơi phước điền công đức, tuyên thuyết diệu pháp cho chúng sanh khôn khéo, sắm đặng cho chúng sanh tu tập công hành thanh tịnh, luôn cần mẫn nhiếp lấy tất cả thiền căn. Bây giờ Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sanh thường được vô lượng tam muội chánh định, nối sanh không dứng. Nguyện tất cả chúng sanh thường thích thấy Phật, được vào chánh định trang nghiêm của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu chánh định bất tư nghị của Bồ Tát, hiện vô lượng thần thông tự tại. Nguyện tất cả chúng sanh nhập như thần định,
được bất ngoại tâm nguyện tất cả chúng sanh đều được tam muội thậm tâm của Bồ Tát, đối với các môn thiền định đều được tự tại, nguyện tất cả chúng sanh được tâm giải thoát trọn nên tất cả tam muội. Nguyện tất cả chúng sanh đều được theo dõi nơi các môn tam muội, đều có thể nhiếp lấy các tướng tam muội. Nguyện tất cả chúng sanh được thắng tri tam muội, có thể học các môn tam muội. Nguyện tất cả chúng sanh được tam muội vô ngại nhập tâm thiền định không hề thối tấn. Nguyện tất cả chúng sanh được vô trước tam muội tâm luôn trụ trong chánh thọ, chẳng chấp lấy hai pháp. Trên đây là Đại Bồ Tát Lung Bố Thí tất cả quyên thuộc trong cung nội, rồi đem căn lành hồi hướng vì muốn cho tất cả chúng sanh đều được quyên thuộc thanh tịnh không tan vỡ, được quyến thuộc Đại Thừa, được đầy đủ phần pháp, được đầy đủ xứng nhân thiết tri, được chứng trí huệ vô thượng, được quyến thuộc thuần tháo, được bạn đồng chí nguyện cùng ở chung, được đầy đủ tất cả phước trí, được trọn vẹn căn lành thanh tịnh, được quyến thuộc hiền hòa, được pháp thân thanh tịnh của Phật, được biện tài chân chánh khéo diện nói vô tận pháp tạng của Phật, rời bỏ hẳn phước nghiệp thế gian mà đồng tu căn lành xuất thế thanh tịnh, được đầy đủ hạnh nghiệp thanh tịnh để trọn nên pháp thanh tịnh, tất cả phần pháp đều được hiển tiền, dùng quang minh của phần pháp trang nghiêm thanh tịnh khắp nơi. Chư Phật tử Đại Bồ Tát có thể đem vợ con đơn thân yêu bố thí cho người như thuở xa xưa thái tử Tu Đạt Na nhà vua hiện trang nghiêm vân vân. Bây giờ Đại Bồ Tát do lòng từ bi mà bố thí, mà tu tập hành xả thí, lòng Bồ Tát luôn thanh tịnh không hề hối tiếc, xả thí hết tất cả những gì của mình trân quý để cầu nhân thiết trí, làm cho chúng sanh được chi nguyện thâm hậu thành tựu hạnh Bồ Đề, quan sát đạo Bồ Tát, tướng niệm Phật Bồ Đề, an trụ chúng tánh Phật. Đại Bồ Tát trọn nên tâm bố thí như vậy rồi, thời quyết định chí cầu thân Như Lai, tự xem thân của mình là hệ thuộc với tất cả không được tự tại. Bồ Tát lại đem thân mình nhiếp khắp chúng sanh và cấp thí cho tất cả ai chưa được đầy đủ thời, làm cho họ được đầy đủ chơi như hòn đảo Vũ Châu. Bồ Tát làm lợi ích chúng sanh như vậy muốn Bồ Tát làm lợi ích chúng sanh như vậy muốn chính thân mình là ngôi tháp đệ nhất cho tất cả chúng sanh đều có lòng hoan hỷ, muốn có lòng bình đẳng với tất cả thế gian, muốn làm ao nước mát mẻ cho chúng sanh, muốn ban cho chúng sanh tất cả sự an lạc, muốn làm đại thí chủ của chúng sanh. Bồ Tát có trí huệ tự tại rõ biết công hạnh của Bồ Tát, phải làm nên phát nguyện lớn trang nghiêm như vậy, hướng đến nhân thiết tri, mong thành bận trí huệ phước điền vô thượng. Bồ Tát nhớ tượng khâm cả chúng sanh thường theo, gìn giữ họ, do đây tự thân của Bồ Tát được trọn vẹn mọi lợi ích, trí huệ sáng suốt soi khắp thế gian, tâm bố thí rộng lớn thường sốt sắng luôn và thường thích quan sát cảnh giới của Phật. Chư Phật tử Đại Bồ Tát dùng tâm giải thoát không buộc ràng tham đắm, mà bố thí vợ con có bao nhiêu căn lành đem hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sanh an trụ nơi vô thượng giác, hóa thân khám pháp giới chuyện pháp luân bấn thôi. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thân tự tại nương nguyện lực đi khắp tất cả cõi Phật. Nguyện cho tất cả chúng sanh bỏ lòng yêu ghét chức kháng tâm tham sân. Nguyện cho tất cả chúng sanh là chân phân tử làm theo hạnh Phật. Nguyện cho tất cả chúng sanh đối với Phật quá lòng quyết định không thối thất. Nguyện tất cả chúng sanh thường làm con phần tử pháp hóa sanh. Nguyện tất cả chúng sanh trọn nên phận trí tự tài được bật rốt ráo. Nguyện tất cả chúng sanh chứng vô thượng giác dứt hẳn phiền nào. Nguyện tất cả chúng sanh có thể diện nói đủ đạo vô thượng và thường thích thân hành pháp thí vô thượng. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm chánh định mọi chướng duyên không phá hoại được. Nguyện tất cả chúng sanh ngồi tòa Bồ Đề thành vô thượng giác, khai hóa vô lượng nam nữ trở thành Phật tử.
trên đây là đài Bồ Tát Lùng Bố Thí, vợ con đem căn lành hồi hướng, vì muốn cho chúng sanh đều chứng được trí huệ giải thoát vô ngại vô trước. Chư Phật tử đại Bồ Tát sửa soạn nhà cửa và những vật cần dùng, có ai đến xin Bồ Tát đều vui lòng cấp cho cả. Không hề tham luyến nhà cửa xa lìa quan niệm ở nhà, nhàm chán gia nghiệp và mọi vật cần dùng, không lòng không tham không thích, công chúng ràng buộc biết nhà cửa dễ hư hoại, nên lòng Bồ Tát luôn nhàm bò. Chỉ muốn xuất gia tu tập hạnh Bồ Tát, chỉ muốn trang nghiêm mình bằng phần pháp xá thi, tất cả sở hữu không một mấy hối tiếc. Thấy người đến xin hết sức vui mừng, Bồ Tát này thường được chư Phật ngợi khen. Bây giờ Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sanh lìa bỏ vợ con, trọn nên sự vui xuất gia đệ nhân. Nguyện cho tất cả chúng sanh thoát khỏi sự buộc ràng của nhà thế tục, vào nhà giải thoát tu tập mạnh thanh tịnh trong Phật pháp. Nguyện tất cả chúng sanh lìa bỏ lòng bón xẹt thinh bố thí không thối thất. Nguyện tất cả chúng sanh lìa hẳn nghiệp nhà, ít muốn biết đủ công chưa để của cải. Nguyện tất cả chúng sanh ra khỏi nhà thê tục ở nhà Như Lai. Nguyện tất cả chúng sanh được pháp vô ngại, dứng trừ mọi thứ chướng ngại chánh pháp. Nguyện tất cả chúng sanh lìa sự ái luyến gia thuộc giàu hiện ở nhà, mà lòng không tham luyến. Nguyện tất cả chúng sanh khéo giáo hóa, chẳng rời gia nghiệp mà diễn nói trí huệ của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh hiện thân tại gia, mà lòng luôn an trụ nơi Phật tri. Nguyện tất cả chúng sanh hiện ở tại gia, mà không rời nhà Phật, làm cho mọi loài sanh lòng hoan hỷ. Trên đây là đại Bồ Tát Lùng Bố Thí, nhà cửa đem thiện căn hồi hương, vì muốn cho tất cả chúng sanh trọn đến các môn trí huệ thần thông. Hành nguyện của Bồ Tát chư Phật tử đại Bồ Tát Lùng Bố Thí, những loại vườn rừng đình đài chỗ vui chơi, thời nghĩ rằng tôi sẽ vì tất cả chúng sanh làm vườn rừng tốt, tôi sẽ vì tất cả chúng sanh mà thị hiện pháp lạc, tôi sẽ bố thí cho tất cả chúng sanh ý niệm vui vẻ, tôi sẽ chỉ cho chúng sanh vô biên sự hỷ lạc, tôi sẽ vì tất cả chúng sanh mà khai thị pháp môn thanh tịnh, tôi sẽ làm cho chúng sanh phát tâm hoan hỷ, tôi sẽ làm cho tất cả chúng sanh được Phật trí, tôi sẽ làm cho chúng sanh trọn nên nguyện rộng lớn, tôi sẽ như là từ phụ của tất cả chúng sanh, tôi sẽ làm cho tất cả chúng sanh được trí huệ quán sát, tôi sẽ bố thí tất cả đồ cần dùng cho chúng sanh, tôi sẽ như là tự máu của tất cả chúng sanh, sanh trường tất cả căn lành nguyện lớn cho họ. Tôi sẽ như là từ máu của tất cả chúng sanh, sanh trường tất cả căn lành nguyện lớn cho họ. Chư Phật tử đại Bồ Tát lúc tu hành những căn lành như vậy, đối với chúng sanh ác không hề bỏ nhàm bỏ. Đối với chúng sanh ác không hề nhàm bỏ, dầu cho tất cả chúng sanh khắp thế gian đều không biết ơn Bồ Tát, không hề có một niệm hờn ghét, cũng không mảy may cầu báo đáp, mà chỉ muốn trừ diệt vô lượng sự khổ não cho họ. Đối với thế gian lòng Bồ Tát như hư không, chẳng chút nhiễm trước Bồ Tát quán sát tướng chân thần của các pháp, pháp thể nguyên lớn cứu khổ chúng sanh, tròn chẳng nhàm bỏ chi nguyện đại thừa, dứt tất cả kiến chấp tu tập các hành nguyện bình đẳng của Bồ Tát. Chư Phật tử đại Bồ Tát quan sát như thế rồi, nhiếp các căn lành đều đem hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả chúng sanh luôn luôn sanh thêm vô lượng pháp lành, trọn nên tâm vô thượng. Nguyện tất cả chúng sanh được pháp bất động tay, chư Phật đều hoan hỷ. Nguyện tất cả chúng sanh vui thích vườn pháp, được thấy vườn diệu lạc của Phật.
Nguyện tất cả chúng sanh được tâm tịnh diệu, thường thấy vườn rừng thần thông của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được sự vui của Phật, thường khéo đi trong cảnh giới trí huệ. Nguyện tất cả chúng sanh được sự vui thần thông, đến khắp cả đạo tràng pháp hội trong vô lượng cõi. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu thần thông giải thoát của Bồ Tát, cùng tận kiếp vị lai thành thành. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu thần thông giải thoát của Bồ Tát, cùng tận kiếp vị lai thật hành, hạnh Bồ Tát không hề biết nhọc. Nguyện tất cả chúng sanh thấy chư Phật đầy khắp pháp giới, phát tâm rộng lớn ở vườn rừng của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh đều đến được khắp các cõi Phật, và cung dường khắp tất cả Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm nguyện lành trạng nghiêm thanh tịnh tất cả cõi Phật. Trên đây là đài Bồ Tát Lung Bố Thí, vườn rừng đình đài đem căn lành hồi hướng, vì muốn cho tất cả chúng sanh được thấy chư Phật được đi trong vườn rừng của Phật. Chư Phật tử đài Bồ Tát mở trăm ngàn ức na do tha vô lượng vô số hội bồ thí rộng lớn, tất cả đều thanh tịnh. Chư Phật đều ấn khả trọn không tổn nào đến một chúng sanh, làm cho khắp mọi loài xa lìa các điều ác. Ba nghiệp thanh tịnh trọn nên trí huệ sắp bày trăm ngàn ức na do tha vô lượng vô số cảnh giới thanh tịnh. Chữ nhóm trăm ngàn ức na do ta vô lượng vô số đồ dùng tốt đẹp, phát tâm bồ đề vô thượng bố thí công giới hạn, làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi đạo thanh tịnh. Tất cả đều lành, đều có lòng tin hiệu thanh tịnh, tùy theo chỗ sở thích của trăm ngàn vô, tùy theo chỗ sở thích của trăm ngàn ức vô lượng chúng sanh mà làm cho họ đều hoan hỷ, trong lòng đại từ bi cứu hộ tân cá, cúng dường phụng thờ tam thế chư Phật. Vì muốn thành tựu tân cá Phật chúng nên Bồ Tát tu hành công hạnh bố thí công hệ hội tiết, thêm lớn lòng tin trọn vẹn hạnh lớn, luôn luôn tiến đến đàn ba la mật. Bấy giờ đại Bồ Tát đem căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sanh phát tâm đại thừa đều được thành tựu hạnh bố thí rộng lớn. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều có thể mở hội bố thí lớn, bố thí tất cả bố thí lành, bố thí hơn hết, bố thí vô thượng, bố thí vượt lên vượt trên thế gian, bố thí được tất cả chư Phật ngợi khen. Nguyện tất cả chúng sanh làm thí chủ đệ nhất, hết lòng cứu khổ cho chúng sanh trong ác đạo, đều khiến họ được vào trí huệ vô ngại. Tu nguyện bình đẳng tu thiền căn như thật, được trí vô sai biệt chứng tự cảnh trí, chứng tự cảnh trí. Nguyện tân ca chúng sanh an trụ trong trí tịch tịnh của các môn thiền định, vào đạo bất tử trọn nên tân ca trí huệ thần thông dũng mạnh tịnh tấn, dũng mãnh tinh tiến, chứng đủ các bậc trạng nghiêm phần pháp, đến bờ đại giác trọn không thối chuyện. Nguyện tân ca chúng sanh lập hội bố thí lớn, chẳng nhàm chẳng biết nhọc, chẳng nhàm chẳng biết nhọc, cứu giúp chúng sanh không ngừng ngập đến rốt ráo chủng trí vô thượng. Nguyện tân ca chúng sanh luôn xiên gieo trồng tân ca căn lành, nhận đến vô lượng công đức vô thượng. Nguyện tất cả chúng sanh thường được chư Phật khen ngợi, làm đại thí chủ cho thế gian đầy đủ công đức, ban bố sự vui vô thượng khắp thập phương pháp giới. Nguyện tất cả chúng sanh lập hội bồ thì lớn, chưa nhiều căn lành bình đẳng diệu dắt mọi loài đến bờ vô thượng giác. Nguyện tất cả chúng sanh thành hành, nguyện chúng sanh thành hạnh bố thí hơn hết, làm cho khắp mọi loài đều an trụ nơi nhất thừa. Nguyện tất cả chúng sanh bố thí đúng thời, xa hằng sự bố thí trái thời. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu sự bố thí lành, nhận đến sự bố thí viên mạng rốt ráo của Phật.
Nguyện tăng cả chúng sanh thường thân hành sự bố thí trang nghiêm rộng lớn rốt ráo, lấy chư Phật làm thầy và luôn gần gũi cúng dường. Nguyện tăng cả chúng sanh bố thí thanh tịnh chứa vô lượng phước đứng khắp pháp giới đến bờ chánh giác. Nguyện tăng cả chúng sanh làm bậc đại thí chủ của thế gian, thế độ mọi loài đến hóa địa Như Lai. Đến quả địa Như Lai trên đây là Đại Bồ Tát lập mọi bộ thi lớn đem căn lành nồi hướng về muộn cho tân cả chúng sanh thực hành sự bố thí vô lượng, sự bố thí rốt ráo của Phật, sự bố thí trọn lành, sự bố thí bất hoại, sự bố thí vì cúng dường phận, sự bố thí không xen hờn giận, sự bố thí cứu khổ mọi loài, sự bố thí trọn nên những thiết trí, sự bố thí thường thấy chư Phật, sự bố thí tinh tấn trọn lành, sự bố thí rộng lớn trọn nên công đức của Bồ Tát và trí huệ của Phật. Chư Phật tử đại Bồ Tát bố thí tất cả vật dụng không chung hối tiếc, chẳng mong đền đáp chẳng cầu quả báo, không hề mong được giàu sự giàu vui ở đời đời, tâm vọng tưởng khéo suy gẫm chánh pháp, chỉ vì muốn lợi ích tất cả chúng sanh, xe ký thần tăng của tất cả pháp, tùy theo mọi loài chúng sanh sai khác, vì chỗ cần chỗ muốn đều khác nhau mà xăm sửa vô lượng vận dụng, tất cả đều bệnh chăng tốt đẹp rồi thận hành, hành bố thí vô biên bố thí tất cả bố thí trong thân ngoài của. Lúc bố thí như thế Bồ Tát thêm lớn chí nguyện được công đức lớn, thay bốn tâm có thế tường gia hộ cho tất cả chúng sanh, đều làm cho họ phát sanh chí nguyện thù thắng. Bồ Tát trọn không có một niệm cầu đến được, Bồ Tát trọn không có một niệm cầu đền đáp, do đây thiền căn của Bồ Tát này được đồng với chư Phật, đều để viên mãn nhân thiết chủng trí. Chư Phật tử đại Bồ Tát đem tân cà căn lành bộ thi trên đây hồi hướng như vậy. Nguyện tăng cả chúng sanh được điều phụng thanh tịnh, nguyện tăng cả chúng sanh dứt trừ phiền não nghiêm tịnh, tất cả cõi Phật, nguyện tất cả chúng sanh do tâm thanh tịnh nơi khoảng một niệm đi khắp pháp giới, nguyện tất cả chúng sanh có trí huệ khâm cả hư không pháp giới, nguyện tất cả chúng sanh được những thiết trí điều phụng chúng sanh khắp cả ba đời. Trong tất cả thế gian luôn chuyển pháp luân thanh tịnh bất thôi, nguyện tất cả chúng sanh độ nhận thiết trí có thể khéo thị hiện thần thông, có thể khéo thị hiện thần thông phương tiện làm lợi ích chúng sanh, nguyện tăng cả chúng sanh đều có thể tỏ ngộ vào tri huệ Phật, cùng tận kiếp vị lai thường nói chánh pháp khắp thập phương thế giới không thôi, nghĩ cho mọi loài đều được nghe biết. Nguyện tăng cả chúng sanh trong vô lượng kiếp tu hành Bồ Tát đều được viên mãn, nguyện tăng cả chúng sanh tu hành Bồ Tát khắp trong tất cả thế giới ở mười phương, nguyện tăng cả chúng sanh trong mỗi niệm luôn thực hành sự nghiệp của tam thế chư Phật, giáo hóa mọi loài thẳng đến nhân thiết trí chư Phật tử, tùy theo chỗ cần dùng của chúng sanh đem vô số vận dụng đẹp tốt cung cấp cho họ. Như thế là vì đại Bồ Tát muốn Phật pháp được nối luôn không dứt, vì lòng đại bi cứu khổ tất cả mọi loài, vì lòng đại từ tu hành đại thừa không hề trái với lời Phật dạy, dùng phương tiện khéo tu nhẫn hạnh lành chẳng dứt chủng tánh của chư Phật, tùy theo chỗ cầu xin của người mà cấp cho không hề nhàm, xá thi tất cả không hề tiếc, luôn luôn hướng về nhất thiết tri. Bây giờ cả quân độ cỡ mười phương có vô số loài chúng sanh cùng vô số phước điền đều hội đến chỗ Bồ Tát mà cầu xin, lòng Bồ Tát rất vui mừng đều nhiếp thọ tân cá, xem họ như bạn lành lòng đại bi xá thi mạnh mẽ không chúng mỏi nhàm, tùy theo chỗ cầu xin của mỗi người mà cũng cấm đầy đủ cho họ hết thiếu thốn.
Những người đến xin đều rất hài lòng, hết sức truyền tụng tán dương đấng hành của Bồ Tát, thấy họ vui sướng lòng Bồ Tát cũng hoan hỷ vô lượng. Đem sự hỷ lạc trong trăm ngàn ức na do tha kiếp của trời Đệ Thích, sự hỷ lạc trong vô số kiếp của trời Dạ Ma, trong vô lượng kiếp của trời Đầu Xuất, trong vô lượng biển kiếp của trời Biến Hóa, trong vô đắng kiếp của trời Tha Hóa, trong bân khả số kiếp của trời Phạm Vương, trong bấn khả xưng kiếp của trời Chuyển Luân Vương, trong bấn khả tử kiếp của trời Biến Tịnh, sự diệu lạc trong bấn khả thuyết kiếp của trời Tịnh Cư, so sanh cũng không bằng lòng hoan hỷ của Đại Bồ Tát. Lúc thấy người đến cầu xin, do đây Đại Bồ Tát được thêm lớn đức tin, chỉ nguyện thanh tịnh sáu căn điều thuận, đầy đủ tính giải nhận đến tăng tấn phận trì. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng muôn cho tất cả chúng sanh được lợi ích, tất cả chúng sanh được an lạc, tất cả chúng sanh được lợi ích lớn, tất cả chúng sanh được thanh tịnh, tất cả chúng sanh đều cầu Phật đạo, tất cả chúng sanh đều được bình đẳng, tất cả chúng sanh đều được lòng hiền lành, tất cả chúng sanh đều vào đại thừa, tất cả chúng sanh đều được trí huệ lành, tất cả chúng sanh đều trọn đủ hạnh nguyện phổ hiện viên mãn mười trí lực hiện thành chánh giác. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc đem căn lành trên đây hồi hướng như thế thời, thân ngữ ý ba nghiệp đều giải thoát cả, không dính mắc, không buộc ràng, không chúng sanh tưởng, không mạng giá tưởng, không ngã tưởng, không nhớ tưởng, không động tư tưởng, không sanh tư tưởng, không tác giả tưởng, không thọ gia tưởng, không hữu tưởng, không vô tưởng, không tưởng đời này đời sau, không tưởng chết đây sanh kia, không tưởng tượng, không tưởng vô tưởng, không tưởng có ba cõi, không tưởng không ba cõi, không tưởng có ba cõi, không tưởng không ba cõi, chẳng phải tưởng, không phải, chẳng phải tưởng, như thế là hồi hướng công hệ phước, hồi hướng công hệ phước giải thoát, hồi hướng chẳng phải nghiệp, hồi hướng chẳng phải nghiệp báo, hồi hướng chẳng phải phân biệt, hồi hướng chẳng phải vô phân biệt, hồi hướng chẳng phải tư duy, hồi hướng chẳng phải đã tư duy, hồi hướng chẳng phải tâm, hồi hướng chẳng phải vô tâm. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc hồi hướng như thế không chấm công, chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc hồi hướng như thế không chấp trong chấp ngoài, không chấp năng duyên, không chấp sở duyên, không chấp nhân, chẳng chấp quả, chẳng chấp nhân, chẳng chấp quả, chẳng chấp pháp, chẳng chấp phi pháp, chẳng chấp tư duy, không chấp chẳng tư duy, chẳng chấp sắc thọ tưởng hành thức, chẳng chấp sắc thọ tưởng hành thức sanh, chẳng chấp sắc thọ tưởng hành thức diệt. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc hồi hướng như thế không chấp trong chấp ngoài, không chấp năng duyên, không chấp sở duyên, không chấp nhân, không chấp quả, chẳng chấp quả, chẳng chấp pháp, chẳng chấp phi pháp, chẳng chấp tư duy, không chấp chẳng tư duy, chẳng chấp sắc thọ tưởng hành thức, chẳng chấp sắc thọ tưởng hành thức sanh, chẳng chấp sắc thọ tưởng hành thức diệt. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát nếu không chấm trước các pháp thời, không hề phược nơi sắc thọ tưởng hành thức, không hề phược sắc thọ tưởng hành thức sanh, không hề phược sắc thọ tưởng hành thức diệt. Nếu có thể không hề phược các, nếu có thể không hề phược với các pháp thời, đối với các pháp cùng không giải thoát, bởi vì không có chút pháp nào là hiện sanh, đã sanh, sẽ sanh, không có pháp nào có thể lấy, có thể chấp, tất cả các pháp tự tương nó là như vậy, nó không có tự tánh, tự tánh nó vốn rời lìa, nó chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải vô lượng, chẳng phải nhỏ, chẳng phải lớn, chẳng phải hẹp, chẳng phải rộng, chẳng phải sâu, chẳng phải cạn, chẳng phải rộn ràng, chẳng phải tịnh tịnh, không phải xứ, không phải phi xứ, không phải pháp, không phải phi pháp, không phải thể, không phải, chẳng phải thể, chẳng phải có, chẳng phải không có.
Bồ Tát quán sát các pháp là chẳng phải pháp. Bồ Tát quán sát các pháp là chẳng phải pháp, trong lời nói thuận theo thế gian. Kiến lập chẳng phải pháp, làm pháp chẳng dứt các nghiệp đạo, chẳng bó hạnh Bồ Tát. Cầu nhất thiết trí chọn không tối chuyện, rõ biết tất cả nghiệp duyên như giấc mơ, tất cả âm thanh như vang, tất cả chúng sanh như bóng, tất cả pháp như ảo, nhưng cũng chẳng hoại nhân duyên nghiệp lực. Rõ biết các nghiệp lực công dụng nó rộng lớn, hiểu thấu tất cả pháp đều không sợ tác, thực hành đạo Bồ Tát chưa bao giờ tạm bỏ. Con cung kính đảnh lễ tạ ơn trời Phật, tạ ơn ngôi Tam Bảo. Con tạ ơn Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã thuyết bộ kinh Đại Thừa cho hàng Phật tử chúng con học kinh lễ Phật và thọ giáo pháp môn Đại Thừa của chư Phật giảng dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô kinh Đại Thừa. Nam mô kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Thời kinh tụng buổi tối hôm nay đến trang 250. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Nam mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Con đảnh lễ tạ ơn trời Phật, con tạ ơn ngôi Tam Bảo. Vừa rồi là thời khóa con phúng tụng niệm trì kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Con xin hồi hướng công đức này, nguyện hồi hướng cầu siêu cho cha mẹ của con, cầu siêu cho tất cả chị em và ông bà cửu huyền thất tổ trong gia đình nhà con, nội ngoại hai bên họ Mai họ Đỗ cũng như trăm họ đều được siêu thăng vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Cầu xin trời Phật từ bi mở lượng hải hà cứu độ cho tất cả người thân thân bằng quyến thuộc trong nhà gia đình nhà con đều được siêu thăng vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, tiêu diêu siêu thoát về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng xin hồi hướng công đức này, nguyện hồi hướng cầu siêu cho tất cả những oan gia trái chủ, những oan gia nghiệp chướng, những oan gia trái chủ do vô minh che lấp từ bao đời, nay được thấy ánh sáng Phật Pháp tỏ ngộ, giáo lý Phật Đà quay đầu là bờ. Nguyện hồi hướng cho tất cả những chúng sanh, những oan gia trái chủ, những oan gia nghiệp chướng đều được siêu thăng vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cũng xin hồi hướng công đức này, nguyện hồi hướng về cho tất cả pháp giới chúng sanh đều được trọn thành đạo vô thượng Bồ Đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cũng xin hồi hướng công đức này, nguyện hồi hướng cầu an cho tất cả các anh chị em trong gia đình nhà con và tất cả các hàng con cháu trong gia đạo, học hành thông minh sáng suốt đỗ đạt lập tài, được mọi điều may mắn, gia đình hưng thịnh đoàn viên phước tài lộc thọ miên trường, sở nguyện sở cầu như ý, làm ăn kinh doanh việc làm ổn định, phát tài phát lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Tác đại chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Thời kinh tụng buổi tối hôm nay đến đây hoàn mãn. Sát đạo xin kính chúc tất cả các quý vị đạo hữu cùng tu tại gia và tất cả các huynh đệ tỷ muội gần xa một lời chúc tốt đẹp và một đêm an lành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin tạ ơn trời Phật, tạ ơn ngôi Tam Bảo. Con xin cúng dường tạ ơn trời Phật, tạ ơn ngôi Tam Bảo. Nam mô A Di Đà Phật.